Chào, tuần này chúng tôi xin nói về một tên tuổi khá đặc biệt, đó là cố nhạc sĩ Hoài Linh, từng được xưng tụng là người đặt lời hát hay nhất trong giai đoạn nói trên. Và trước khi bắt đầu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Lê Dinh ở Canada, nhạc sĩ Văn Giảng và nghệ sĩ Tâm Phan ở Melbourne đã cung cấp những chi tiết hiếm hoi về Hoài Linh để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly vui. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Thành đô lưu luyến tránh bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không vui. Niềm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi? Bạn ơi, hãy nói quá chiên y rồi. Người thư xin ấy đã xếp bút nghiêng ra từ trường yêu với bao nhiêu bạn bè, có về là khi nước non vui bình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiếng chân tôi, thường lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời dìa tù lập công cho dưng tài trai sắc son ghi lòng. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ giảm quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi? Đời tôi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Có thể nói ngày ấy Hoài Linh là một trong số những nhạc sĩ hiếm hoi có cuộc sống thoải mái về tài chánh nhờ công việc sáng tác, chứ không cần làm thêm một nghề phụ nào khác. Nhạc sĩ Văn Giạc kể lại, vào năm 1968, vừa mới chân ướt chân ráo từ Huế vào Sài Gòn và được Hoài Linh mời ăn tân gia, một ngôi nhà ba tầng đồ sộ. Ông mới biết tại sao các nhạc sĩ trong Nam đua nhau sáng tác nhạc thời trang. Tới đây, chúng tôi xin dành đôi phút để nói về quan hệ riêng tư giữa nghệ sĩ Tâm Phan và nhạc sĩ Hoài Linh. Bởi qua đó, chúng ta mới biết được một vài chi tiết về những ngày cuối đời của nhà nhạc sĩ. Tâm Phan nguyên là một diễn viên điện ảnh kiêm diễn viên kịch nghệ, hai nghề tương đối khó kiếm sống nhất. Mỗi lần nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tổ chức đại nhạc hội thương mại với thành phần gồm các ca nhạc sĩ trong đoàn Bì Dân, Tâm Phan lại được mời hợp tác để thực hiện một vở kịch. Từ đó, chàng diễn viên quen thân Hoài Linh và coi như một người anh. Một ngày nọ, Hoài Linh nổi hứng mua cho Tâm Phan một đôi giày mới. Cũng nên biết, với mức sống không được cao lắm của người dân Sài Gòn thời bấy giờ, việc mua một đôi giày mới cũng cả là một vấn đề, cho nên Tâm Phan không bao giờ quên. Gần 30 năm sau, tức năm 1995, sau khi Hoài Linh bị trắng tay rồi bị tê liệt toàn thân vì hậu quả tai biến mạch máu não, Tâm Phan về thăm. Lúc đó, tất cả mọi bộ phận trên người Hoài Linh đã trở nên bất hiển dụng, trừ mấy đầu ngón tay. Cho nên bà vợ của nhạc sĩ mới bảo Tâm Phan nắm lấy bàn tay của ông. Rồi bà nói với chồng, chú Tâm Phan về thăm ông đấy. Ông có nhận ra chú ấy thì bấm ngón tay một cái. Kết quả, theo lời kể của Tâm Phan, nhà nhạc sĩ đã bấm nhẹ lên lòng bàn tay của ông. Trước khi từ biệt, Tâm Phan đã tặng gia đình Hoài Linh một số hiện kim mà ông nói đùa là để trả nợ đôi giày ngày xưa. Cũng trong dịp này,
Tâm Phan đã đề nghị bà vợ của Hoài Linh chụp một tấm hình của nhạc sĩ trong tình trạng thê thảm ấy, gửi ra hải ngoại để xin bạn bè giúp đỡ, cũng như đánh động lương tâm của những người đang khai thác miễn phí các tác phẩm của ông hoặc của ông viết chung với các nhạc sĩ khác. Rất tiếc, công việc chưa đi tới đâu thì Hoài Linh đã qua đời vào cuối năm đó, ở khoảng tuổi 62-63. Ngoài đôi giày tình nghĩa, Tâm Phan còn nhớ một kỷ niệm khác về Hoài Linh. Đó là trong một lần tới thăm, Tâm Phan đã bị nhà nhạc sĩ bắt ngồi im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ để ông hoàn tất việc viết lời cho một ca khúc để đời. Đó là bản Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc. Theo nhận xét của chúng tôi, đây là một ca khúc có lời hát rất ý nghĩa, tư tưởng sâu sắc, vượt hẳn lên mọi sáng tác khác của chính ông. Nội dung của Một Chuyến Bay Đêm viết về kiếp phi công mà không mô tả cái hào nhoáng bên ngoài, không ca ngợi cái lãng mạn diễm tình như trong bản Tuyết Trắng của Trần Thiện Thanh. Trái lại, Một Chuyến Bay Đêm vừa phảng phất chút huyền thoại Trung Hoa cổ, vừa bàng bạc nhân sinh quan trong cuốn Bay Đêm của nhà văn kiêm phi công Pháp Saint-Exupéry. Xin gửi tới quý thính giả bản Một Chuyến Bay Đêm qua tiếng hát Liêu Trai của Thanh Thúy để kết thúc chương trình nói về Hoài Linh. Nhà nhạc sĩ nổi tiếng đã bay vào một cõi hư vô. Thank you.
Con người.